trước mặt bà con cô bác đó là công ty Pinaco đó bà con. Công ty này là tiền thân của nó hồi xưa đó là hãng pin con ó đen á, nằm ở đường Hậu Giang. Ba mẹ gò đang đứng ở số 752. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe để cùng với ba mẹ gò đi dạo chợ lớn sáng ngày hôm nay nha. Đây là đường số 5 là quẹo tay trái mình vô chợ Phú Định. Sáng nay ba mấy cậu có cảm giác là người dân đi đường họ chạy xe vội vã lắm rồi con. Càng gần đến Tết bắt đầu có không khí nó càng vội vã. Hôm nay là nghe nói là hôm nay là phố Hồng Đồ nè. Mà mấy cái nói chung là hôm nay là mấy cái gì mà liên quan đến Tết là hôm nay là mở rồi bà con. Tại vì hôm nay là 15 Tết rồi. Sáng sớm bà con có bắt để ý á, ai ra đường cũng mặc áo ấm. Tết năm nay đẹp ghê luôn bà con. Không khí nó se se lạnh. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 25 độ C đó bà con. Sáng nó còn xuống sâu hơn nữa. 25 độ C là khoảng 77 độ F. Khí hậu này là gọi là khí hậu ấm áp, mát mẻ. Tối qua cái video ba mày gọi, trong cái video ba mày gọi nói là ba mày gọi sẽ đi quay buổi tối, buổi tối, nhưng mà xin hứa với bà con cô bác tối bận quá. Kinh nghiệm của ba mày gọi là quay được gì thì cứ quay, chứ đừng có để dành đó, đến lúc đó cái mình bận. Năm nay ba mày gọi sẽ mua cái chậu đào rồi nè. Này là cầu Hậu Giang. Hôm qua mình đi Bình Tiên rồi nè, mình đi Cây Gõ rồi nè. Hôm nay vậy là ba mấy cầu sẽ khỏe qua cái hướng quận 11 đi. Hôm nay để ba mấy cầu chạy tới khu chợ Thiết. Ba mấy cậu thấy có một cái món rất là lạ bà con. Đó là cà ri kê. Ủa. Không biết cái món này là món gì mà thấy lạ quá. Từ đó giờ ba mấy cậu nghe là cà ri bò, cà ri dê, cà ri gà, cà ri vịt. Còn cà ri kê là con gì trời.
Cũng đây là ngã tư Minh Phụng với đường Hậu Giang nè. Bên tay phải bà con bác đó là một cái rạp. Rạp này là rạp Hậu Giang. Hồi xưa đó từng là rạp Hồng Liên. Nhưng mà ba mới còn nghe nói, các người chú bác nói là trước khi nó mang tên là Hồng Liên, nó mang tên một cái tên nữa bà con, mà ba mày còn không nhớ. Bà con bác nào có nhớ nhắc giúp bà mày rồi chứ. Con đường này á là xin thưa bà con cô bác, khoảng 7 ngày nữa bà con cô bác sẽ thấy người dân đó, người ta ra đây người ta buôn bán nè, rộn ràng lắm. Con đường dưới mặt bà con của bác đó là con đường Mai Xuân Thưởng. Con đường Mai Xuân Thưởng này là nó là chợ rau củ đó bà con. Hồi đó nó chia làm hai, buổi sáng thì nó bán trái cây, buổi chiều tối là bắt đầu xe mấy cái xe rau củ nó chở tới. Trên cái con đường này là khoảng năm 88, 89, 90 đó, ba mấy cầu từng bán trái cây ở đây nè bà con. Đường này đường Cao Văn Lầu. Hồi đó hai bên đường này là người ta bán trái cây nhiều lắm. Mà bán thực ra không phải có sạp gì đâu bà con. Lúc đó ba mấy cầu nhớ là chỉ có trải cái áo bạc ra. Trải cái bạc giống như bà con của bác đi chơi công viên, mặc bà con của bác trải cái áo mưa vậy đó. Trải cái áo bạc ra rồi dựng cây dù lên, rồi bày trái cây ra bán, mà cũng chả có thuê đất, cũng chả có làm gì hết đó, cứ có chỗ bà con bác cứ vô mà cứ ngồi kế nhau mà bán. Rồi bán xong rồi bắt đầu cuốn hàng, bán hết trái cây đó bắt đầu về cái bè đem lên tiếp đó, vậy thôi. Bây giờ là ít rồi đó. Đây con đường Phạm Bình Hổ nè. Rồi để ba mươi gồm qua cái khu chợ Thiết nha bà con. Chợ Thiết ở quận 11. Cái khu chợ Thiết đó thì dịp Tết nghe nói cũng sum tụ lắm. Đây con đường này là đường Phạm Bình Hổ. Ở cái khu vực này Hồng Lợi Nam này là cũng dữ dằn lắm nè bà con. Chuyên bán hàng điện tử. Bên đây phải ba mày gò đây nè, vào cái ngày mùng 9 hay mùng 10 gì đó, người ta đổ mía ra đây người ta bán nhiều lắm. Con đường này đường Trang Tử mà. Bên tay phải ba mày gò đây nhớ là có một cái cư xá Ngọc Giáp. Đây nè bà con, vẫn còn cái cổng luôn nha bà con. Bữa ba mày gò cũng có chạy vô rồi mà đường đó đường cục. Bên tay phải nè bà con cô bác, mà cũng muốn ăn cái gì mà cũng có chiều trâu á, bà con ăn ở đây nè. Có chết bà rồi, hôm nay sao đóng cửa bà rồi. Nó dẹp rồi, không có sao không có hàng quán nào bán luôn bà con. Căng vậy. Nó là bị dọn dẹp lòng lề đường trời. Nhìn thẳng qua bên kia đó là đồn cây mai đó bà con. Hay là còn gọi là trường quân báo á. Đây là đường Phùng Dương nè. Cái tòa nhà này hồi xưa là công si heo bà con. Ở đây có một cái cây cầu nữa, tại vì ở đây hồi đó là cái dòng sông đó bà con.
À, ở đây có cái cầu bắc qua. Cái dòng sông này nó đi từ cái con kênh Nhiêu Lộc á, nó xuống tới đây luôn nè. Rồi dòng sông nó bao quanh cái khu đồn cây mai này. Trời ơi, khu vực này người tiều nhiều lắm mà sao cái chỗ tiệm đó hôm nay nó không có bán nữa ta. Cái món ăn của người tiều bà con. Ba mày còn quên cái tên gọi đó rồi. Ăn với mấy cái đồ lòng đó. Mà ngộ lắm bà con. Ba mày còn thấy ngộ lắm. Ở nước ngoài á, mấy cái bao tử nè, đồ lòng nè, tim gan phèo phổi gì đó, ruột gì đó, ở nước ngoài làm xong dục bà nó hết à. Nhưng mà bà con có bác đâu có biết rằng đó là món đặc sản của người Hoa đó bà con, đặc biệt là người Hoa Triều Châu. Nhưng mà người Triều á là mấy cái lòng phá lấu nè. Bà con có bác còn nhớ không, hồi xưa có mấy ông chú Triều á, à, cái ổng thường hay đi bán phá lấu á, phá lấu lòng heo á đó. Bắt đầu sắc ra, ghim vô mấy cái cây, rồi đó xịt tương ớt tương đồ lên đó. Bà con cô bác còn nhớ cái món phá lấu lòng heo không đó, là đặc sản của người Tiều đó. Mà đi đưa ra nước ngoài cái dục bà nó hết, ruột lòng gà lòng heo lòng bò gì là cứ dục hết. Mà ba mày còn nghe nói là bây giờ là ở nước ngoài bây giờ cũng không thua gì Việt Nam đâu bà con. Cộng đồng người Việt mình qua bên đó nhiều bây giờ hả. Xin thưa bà con cô bác, bây giờ là thiếu điều mà người ta nói cái kiểu này nè, à, Việt Nam có gì là bên kia có cái đó. À, bây giờ nhập khẩu rồi, đường bây giờ càng ngày cái xã hội nó càng tân tiến lên. À, mấy cái chuyện ăn uống đồ đạc rồi bây giờ là đầy. À, giống như ở Mỹ bây giờ đầy đồ Việt Nam. Ba mày còn nói thật á. Thậm chí bà con có bán mua cái mì Hảo Hảo ở bên Mỹ có luôn. À, cái đợt kỳ lắm, ba mày còn đi qua bên Úc á. Ba mày còn vô cái Costco bà con. Trời ơi, hàng Việt Nam mì gói hả, Hảo Hảo có hết cho bà con. Vậy đó, chứ không phải là hiếm đâu nha. Mà đặc, nhưng mà có cái điều là cái bao bì nó làm lại khác ở Việt Nam nha bà con. À, nó khác vì bao bì nó khác ở Việt Nam nhiều lắm. Đường này đường Phú Hữu là quẹo phải thì mình về bến xe. Giờ để ba mày gờ quẹo trái thì mình đi lên khu Chợ Thiết ha. Còn đường bên kia là đường Tạo Quyên. Con đường Tạo Quyên đó hồi xưa là đường Tôn Họ Tường. Bà con cô bác còn nhớ không, hồi xưa ngay giữa dòng này nè, nó có cái dòng tròn nhỏ, nó giống như cái bùng binh nhỏ ngay đây luôn. Ở Mỹ bây giờ là đồ Việt ăn đầy. Hồi xưa xin thưa với bà con cô bác, Việt Kiều mỗi lần về Việt Nam thèm món này món nọ món kia. Xin thưa bà con cô bác, bây giờ ở Mỹ bà con cô bác muốn ăn món Việt Nam gì món gì cũng có, đâu còn có kiểu thèm thuồng nữa. Đầy, muốn ăn gì cũng có, quan trọng là bà con cô bác ở bên đó có tiền để ăn hay không thôi. À, thì ngược lại xin thưa bà con cô bác, hồi xưa dân Việt mình mong chờ nhất là gì? À, Việt Kiều thứ nhất là đầu tiên là gửi đô la. Rồi tiếp theo nữa là gửi gì bà con cô bác biết không? Gửi quần áo, thuốc, men, dầu gió xanh đó, mấy cái đồ đó đó. Đó, mong chờ lắm. Hồi đó mỗi lần mà ba mấy cô bà con cô bác còn nhớ không? Mỗi lần Việt Kiều về cái điều chết mẹ không. Trời ơi, nát cái đầu luôn. Nên đó bà con quán, mỗi lần mà Việt Kiều về á là ta nói hả, tay xách nách mang thùng này thùng nọ thùng kia, hai ba cái vali dồn hết một đống quần áo cũ vô. À, cái gì cũ là cái gì là dồn hết vô, quần áo rồi kem đánh răng rồi bàn chải rồi, trời ơi ôi ê rồi. Rồi bắt đầu về tới Việt Nam nha, vừa mới xuống sân bay nha, bà con Tây Bắc mặt mừng nha. Rồi sau đó đem vali trở về nhà nha. Rồi xin thưa hả, bà con quát nhìn ra phía ngoài nha, ta nói hả, xếp lớp bà con. À, ông anh ông chú ông cháu ông em ông bà con gì dòng họ, trời ơi ta nói kéo tới, ta nói quá trời, để làm chi bà con biết không? Khui vali để coi coi vali có đồ gì mình mặc được không.
gì bắt đầu ngồi người này lựa người kia nó gọi vui vui lắm. Việt kiều đem quần áo cũ về à. Nhưng mà xin thưa bà con cô bác, cái thời thèm thuồng đồ Mỹ, xài đồ Mỹ nó qua rồi bà con à. Bây giờ bà con cô bác đem đóng đồ đó về, chắc bà con cô bác đem đi cho từ thiện á. Tại vì sao bà con biết không? Tại vì bây giờ ở Sài Gòn này bà con có bác thấy không? Hàng Mỹ đầy, đầy nhóc. Bà con cũng muốn mua thậm chí một cái gì mà nhỏ xíu của Mỹ mới bán bên Mỹ mà ở Việt Nam nó cũng có bán. Rồi hàng loạt các Việt Kiều, nó cái mấy cái tay mà Việt Kiều làm YouTuber đó bà con. Đó. Rồi làm Việt Kiều, rồi bắt đầu làm mấy cái video, rồi bắt đầu là o bế nịnh dân Việt Nam. Hồi xưa hả, dân Việt Nam nịnh Việt Kiều Mỹ. Chứ xin thưa bà con bác, bây giờ hả cũng một số Việt Kiều Mỹ phải nịnh dân Việt Nam. Rồi đây, đây là dịch quay tôm thọ tường bà con, heo quay dịch quay nịnh gì với bà con cô bác biết không đó, để cho cái kênh mình nó lớn mạnh mạnh chút xíu, phải nịnh nha, phải đi quay những cái kiểu như là dân nghèo ở Mỹ, dân nghèo ở Cali, rồi dân cu ly ở Cali, rồi màn trời chiếu đất, rồi cuộc sống ở Mỹ khổ như thế nào đó quay, phải quay mấy cái cảnh đó để lấy lòng dân Việt Nam, có không? Xin thưa bà con, có đầy đó. Thì bà con mới nói, ủa tự nhiên Việt Kiều Mỹ nịnh dân Việt Nam làm gì? Ôi xin thưa bà con, cô bác, nịnh dân Việt Nam không phải lấy tiền YouTube đâu nha bà con, sai lầm á. Đi làm YouTube mà sống ở xứ Mỹ là chắc chắn lửa chết đi, gặp dân Việt Nam trôi không thèm xem quảng cáo nữa có được cái đồng xu nào đâu. Nhưng mà tại sao họ vẫn làm cho dân Việt Nam trôi, biết rằng tiền ít mà vẫn làm, đơn giản thôi bà con. Mai mốt kênh lớn rồi đi bán hàng Mỹ đó, dân Việt Nam bắt đầu bung tiền ra mua hàng Mỹ. Tại vì sao đem hàng Mỹ về Việt Nam bây giờ, thôi mệt quá à, có tin tưởng không? Hàng này là Việt Kiều Mỹ nè, nó ở bên Mỹ nè, chắc hàng nó hàng chất lượng. Việt Nam mình nó vậy á bà con đó, Việt Nam mình sống cái mã bên ngoài nhiều lắm, ở ngoài hàng Mỹ ha, treo đầy bảng á, ui chắc gì hàng Mỹ không, hay nó nhập Trung Quốc về. Ô cái hàng này nó Việt Kiều Mỹ nè, nó ở bên Mỹ nè, rồi bắt đầu nó đi mua, mình nhờ nó mua hàng ở bên Mỹ đó. Trời lạ quá ha, đeo cái bảng cầm 2-3 ly cà phê bán vậy hả? Sài Gòn bây giờ nhiều cái lạ quá đó, bắt đầu cái bán đó. Kênh mà cỡ được vài trăm ngàn sub thôi là bán, mà không phải hàng Mỹ nữa bà con. Bây giờ xin thưa bà con cô bác, Hàn Quốc cũng vậy, Nhật Bản cũng vậy, cứ là làm phim cho dân Việt Nam coi, o bế dân Việt Nam đi. Mà muốn để dân Việt Nam coi là cứ quay cái cảnh khổ bên đó đi cho người dân Việt Nam coi. Việt Nam khoái coi lắm. Cũng giống như ba mẹ cò làm đây nè, cho Việt Kiều coi nè. Ba mẹ cò mà quay cái cảnh như là rộn ràng phố Tết, rộn ràng chợ Tết, dân này cuộc sống người dân tươi vui, khỏe mạnh, giàu có. Xin thưa bà con, quá Việt Kiều đắt thèm coi đâu. Ba mẹ cò nói thiệt, quay Sài Gòn mà quay mấy cảnh rồi trời ơi nè, quay phải quay khổ khổ vậy nè đó. Rồi vô bắt đầu dân mà quay chúc mừng năm mới, rồi dân Sài Gòn năm nay rộn ràng tin vui rồi ABC đó. Xin thưa bà con, có bác gì kiểu đó thèm coi đâu đó. Nhưng mà quay cái khổ sở này nọ, màn trời chiếu đất, trời ơi dân Sài Gòn khổ quá, dân Sài Gòn thê thảm quá, trời ơi, ta nói kéo nhau vô cầu đóng. Thì ngược lại cũng bà con có bác quay xứ Mỹ, đường phố Mỹ rồi này nọ, xin thưa bà con có bác, có bao nhiêu người coi. Nhưng mà bà con có bác thử quay cảnh người nghèo ở Mỹ đi, dân Cali đi, rồi bắt đầu những người sống màn trời chiếu đất ở Cali đi đó, rồi cuộc sống gì khốn khổ này nọ đi, Việt Nam vô nó cầu đóng cho bà con có bác coi đó. Thì rồi xong á, chịu đấm chút xíu đi, dằn xong rồi tí đi, đi rồi sau đó thì Ali Hấp